chào các bạn tin nhanh 24/7. Đây là chiếc mini bike chất nhất bạn chưa từng thấy. Một chiếc mini bike cực chất dành cho những cậu bé có niềm đam mê xe. Và tất nhiên, ngay cả những người lớn cũng bị hấp dẫn bởi chiếc xe này. Chiếc xe mini bike mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn dưới đây là một sản phẩm đến từ Anh của một thương hiệu Auto Fabrica. Một chiếc xe mang tên Type 01, phiên bản thu nhỏ hoàn hảo một chiếc Rambler thông thường. Và chiếc mini này được trang bị động cơ là 2 thì 50cc, hộp số 1 cấp. Bô vắt đúng kiểu một chiếc Rambler mà chúng ta vẫn thường thấy. Và tất nhiên, để tránh hơi nóng từ ống xả có thể gây chấn thương, thì ốp ống xả thở riêng cũng được trang bị thêm. Hai bánh trước là loại lốp gai, dùng bộ vành là căm 10 inch, được sơn màu đen nhám đầy mạnh mẽ. Do chiếc xe quá nhỏ nên hầu hết mọi chi tiết như bô vắt, bình xăng, yên xe đều là hàng rửa riêng cho một hộp với kích thước. Yên xe là loại yên solo được bọc da lộn, nhìn rất là gọn gàng với dáng xe. Trông thì có vẻ đơn giản, nhưng để hoàn thành được chiếc mini bike này, cái hãng độ xe đã mất cả tháng trời cho tất cả những công đoạn. Cái thành phẩm cuối cùng là một chiếc xe vô cùng xinh xắn, sẽ là cái món đồ chơi tuyệt vời với tất cả những cậu bé nào. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, đừng quên nhớ like, share, subscribe.